Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Đây là một cái bài có tên là bạn có tư duy đúng để tồn tại khi thị trường crypto giảm hay không? Và đây là một bài đến từ đội của Thuận Capital. Khi mà thị trường crypto giảm mạnh xuống thì mọi người đau đớn và tự hỏi rằng làm sao để tôi có thể vượt qua được nó? Vậy thì làm sao để có thể vượt qua được khi mà thị trường crypto giảm? Sự thật đó là trong các loại thị trường tài chính, thị trường đi xuống rồi nó lại đi lên, nó lặp lại việc đó theo một chu kỳ nhất định. Và chu kỳ đó có mọi loại thị trường, từ bất động sản, chứng khoán, vàng bạc, hàng hóa và đương nhiên với thị trường crypto cũng như vậy. Crypto là một thị trường mới nổi với tuổi đời lịch sử ngắn nhất nếu như mà so với các loại thị trường kể trên. Và cái cách mà chu kỳ thị trường crypto hoạt động cũng không khác gì những thị trường tài chính khác, chỉ khác là chu kỳ của nó diễn ra nhanh hơn và ngắn hơn. Những chu kỳ chúng ta thường hay nói tới như là các bạn có tin là chúng ta còn chu kỳ 4 năm hay là không. Khi mà bạn và tôi tham gia vào crypto đó thì hoàn cảnh và thời điểm của mỗi người đều khác nhau. Nên có thể bạn tham gia lúc thị trường ở đáy hoặc ở giữa, cũng có thể là tham gia ngay cái vực đỉnh, người ta thường gọi vui là đu đỉnh. Nó chỉ khác một điều là khi bạn tham gia vào thị trường ở đáy và khi thị trường tăng lên, nó khiến bạn nghĩ mình như là một thiên tài, một Warren Buffett phiên bản Việt Nam. Và ngược lại, khi bạn tham gia crypto ở ngay vùng giá đỉnh và rồi nó sập xuống, bạn cảm thấy thật đau đớn, hối hận và nuối tiếc vì những gì mình đã làm. Một số người may mắn vào đúng lúc đáy, một số người kém may mắn hơn vào đúng lúc đỉnh, nhưng những điều đó đều không quan trọng. Tại sao vậy? Khi nhìn vào ở một bức tranh rộng và xa hơn, thị trường trong dài hạn thì nó sẽ xuống rồi lại lên, lên rồi lại xuống và nó sẽ lặp lại một vòng chu kỳ đó trong tương lai. Vì bạn tham gia vào bất cứ thời điểm nào trong một vòng chu kỳ đó không phải là điều quan trọng nhất. Dĩ nhiên nếu bạn có thể kiên nhẫn và đợi đến khi thị trường sập giá và mua vào thì nó sẽ có lợi hơn rất là nhiều. Nhưng mà điều quan trọng đó là bạn tư duy như thế nào khi mà thị trường crypto giảm giá và đi vào mùa gấu hay gọi là bear market. Không phải là việc ngồi đó tự trách bản thân và nghĩ cách phải làm sao để vượt qua giai đoạn thị trường giảm giá, mà bạn phải cần có một tư duy đúng. Bạn phải thấy rằng crypto là một cuộc cách mạng mới cho ngành tài chính và tôi tham gia vào đây một cách dài hạn. Tôi có thật sự hiểu giá trị của Bitcoin và blockchain của nó không? Cũng như là giá trị của những đồng coin khác mà tôi đã đầu tư vào. Liệu là 5 năm, 10 năm nữa, những công nghệ mới đó có tác động đến thế giới mà chúng ta đang sống hay là không? Bạn có thật sự hiểu rõ nó không? Nếu bạn không thật sự hiểu rõ nó là gì và ảnh hưởng đến tương lai công nghệ như thế nào, thì bạn mua chúng hàng ngày và cứ thấy giá cả của chúng đi xuống và đi xuống. Việc đó làm cho bạn có một cảm giác rất khó chịu và chán nản. Vì thế, nên việc phân tích giá trị của một đồng coin rất là quan trọng. Việc phân tích cơ bản để giúp bạn hiểu giá trị của nó là gì, việc này áp dụng cho mọi thị trường. Việc bạn đi mua nhà cửa, đất đai, chứng khoán hay crypto thì đều cần phải phân tích và hiểu được giá trị của nó. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc rằng giá trị của Bitcoin đến từ đâu thì đây là bài viết dành cho bạn trên màn hình. Sau khi mà phân tích cơ bản rồi, việc tiếp theo đó là bạn cũng cần phải hiểu một ít về phân tích kỹ thuật. Tuy là bản thân của Thuận không có dùng phân tích kỹ thuật nhưng mà tôi biết nhiều bạn cũng rất là thích. Phân tích kỹ thuật ở đây đó là chúng ta không phải để long long hay là short, mà phân tích kỹ thuật để biết đâu là thời điểm phù hợp để bạn quyết định tham gia vào thị trường, ra khỏi thị trường hay là không làm gì cả. Hay là bạn cũng có thể áp dụng những chiến lược như là trung bình giá dài hạn nếu như bạn không thích phân tích kỹ thuật. Thì trước đó tôi có viết một bài viết về việc tại sao mua coin trong thị trường tăng giá là một sự nguy hiểm. Bạn có thể đọc và thấy rằng những phân tích để đưa ra khi nào nên tham gia vào thị trường là một điều quan trọng. Vì sau khi phân tích, chúng ta có thể thấy được việc mua coin trong thị trường tăng sẽ có rủi ro tiềm ẩn cao hơn lợi nhuận tiềm năng rất là nhiều. Tôi biết nói lý thuyết thì nghe rất hay nhưng mà thực tế đó thì lại khó hơn rất là nhiều. Chúng ta đều biết là nên tích lũy coin trong mùa gấu và bán coin trong mùa bò. Nhưng sự thật là phần lớn những người mới tham gia vào thị trường là ở mùa bò chứ không phải là mùa gấu. Mặc dù bạn có khuyên ngăn hay là cảnh báo họ như thế nào, cảm xúc FOMO sẽ lấn áp hết mọi thứ và thường thì ai cũng sẽ có những lần đu đỉnh và trong đó cũng có tôi. Đó là những bài học vỡ lòng cho bất cứ một nhà đầu tư nào mà mới tham gia vào thị trường. Việc cần làm đó là sau khi mắc những sai lầm đó thì giờ là lúc chúng ta phải đúc kết những sai lầm, học nó và đi tiếp. Sau khi mà phân tích cơ bản xong một đồng coin nào đó thì nó có làm bạn cảm thấy có lý khi mua nó hay là không? Người ta thường khuyên rằng thị trường giảm giá là thời điểm tốt nhất để mua coin,
Nhưng nếu như mà bạn không hiểu giá trị của đồng coin đó thì bạn cứ mua và giá nó càng đi xuống, điều đó khiến bạn đau đớn, khó chịu và mất đi động lực. Bạn đang có tư duy rằng tôi phải làm gì để vượt qua được mùa gấu, tôi phải làm gì để vượt qua được những căng thẳng khi mà tài khoản đi xuống và không có lời ở thời điểm hiện tại. Bạn nên nhớ rằng bạn đầu tư vào crypto mục đích để làm tăng thêm tài sản của bạn. Bạn phải đem cái số tiền bạn đầu tư vào thị trường như là những nhân viên chăm chỉ làm việc và mang tiền về cho bạn. Việc đầu tư vào crypto đó không phải là một công việc thứ hai của bạn. Bạn cần phải thay đổi tư duy sang việc bạn bỏ tiền vào crypto là để nó làm việc cho bạn. Mua rủi ro để hy vọng nhận lại được phần thưởng. Hiện tại đó thì ngân hàng chỉ trả bạn lãi suất 5-6% một năm. Còn trái phiếu đó thì cao hơn chút là khoảng 9-10%. Và đương nhiên đây là con số ở Việt Nam. Ở Hoa Kỳ đó thì con số này thấp hơn rất là nhiều. Nếu như bạn muốn có được lợi nhuận cao hơn con số đó đó thì đồng nghĩa với việc là bạn phải chấp nhận rủi ro. Và một trong những rủi ro trong đầu tư là bạn sẽ không bao giờ biết chính xác khi nào lợi nhuận sẽ đến và chúng sẽ đến với cái số lượng là bao nhiêu. Không biết khi nào và bao nhiêu, đó là hai cái rủi ro trong đầu tư. Và khi bạn chấp nhận hai rủi ro đó, thị trường sẽ trả lại bạn phần thưởng lớn hơn nhiều so với tiền gửi ngân hàng. Còn về việc quản lý rủi ro và phân bổ vốn như thế nào đó, thì để tránh trường hợp mất vốn là một chủ đề khác và tôi sẽ viết về nó trong tương lai. Thị trường trả cho bạn một phần thưởng lớn vì bạn chấp nhận hai rủi ro đó. Bạn sẽ không biết khi nào bạn có lời và cái số lượng tiền lời sẽ là bao nhiêu khi bạn đầu tư vào thị trường crypto. Và khi mà giá sập đó, chắc chắn sẽ có đau đớn. Ai nói với bạn không đau thì họ chưa thật sự đầu tư. Nhưng đó là rủi ro của việc bạn phải chấp nhận để có được một lợi nhuận tiềm năng cao trong tương lai. Một vài nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng crypto như là Plan B đã trả lời được hai câu hỏi trên là khi nào và bao nhiêu, qua dự đoán vào cuối năm 2021 BTC sẽ đạt gần mức 100.000 đô và rồi sự thật ra sao thì bạn cũng có thể thấy được. Nếu ai đó nói là họ sẽ trả lời được hai câu hỏi khi nào và bao nhiêu trong đầu tư thì đó không phải là một khoản đầu tư tốt. Chỉ có một thứ bạn có thể biết và làm được, đó là kiểm soát số tiền mà bạn đặt cược vào một coin nào đó là nhiều hay là ít. Tránh trường hợp bạn đặt cược quá lớn vào một đồng coin và rồi nó biến mất và bạn bị văng ra khỏi thị trường. Luna là một cái ví dụ tiêu biểu khi nó là một đồng coin lớn trong vị trí top 10. Nhưng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi nó đã về dưới số 0. Còn tiền để sống và tồn tại trong thị trường càng lâu thì càng tốt. Đó là một công việc bạn phải làm và có thể làm được. Bạn nên thay đổi tư duy của mình về việc đầu tư. Nó không phải là một công việc thứ hai của bạn. Bạn nên đầu tư vào thị trường, nguồn tiền nhàn rỗi của bạn để nó làm việc cho bạn và tiếp tục phát triển. Còn bạn đó thì tiếp tục làm công việc chính của mình và đợi thị trường tăng trưởng trở lại. Và khi nó tăng trở lại, đó là thời điểm bạn chốt lời. Chỉ có vài điều khó khăn nhất trong đầu tư và trading, đó là đưa ra những hành động đúng, mua trong thị trường giảm giá. Và việc khó khăn tiếp theo đó là phải làm là không làm gì cả, chờ đợi cho tới khi thị trường tăng giá trở lại và bán ra. Và đây là bài đến từ đội của Thuận Capital, làm sao để vượt qua khi thị trường crypto giảm giá. Nguồn tham khảo: Cryptocurrency Market. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này ngày hôm nay. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.